Alright, hello xin chào tất cả các bạn. Đây là mình đây, Dark Sage Gaming. Chào mừng các bạn quay trở lại với Hollow Knight. Và như lần trước các bạn đã biết, mình đã đánh xong con boss Dreamer. Đáng lẽ ra tập đó mình định đi vào chỗ này cơ, đó là White Palace, hay còn gọi là lâu đài trắng đấy. Nhưng mà mình lại nghĩ lại thì thay đổi kế hoạch. Và bây giờ thì cũng đến lúc chúng ta có thể đi con này rồi. Đây là cái map mà được đánh giá là tương đối khó. Hay nói thẳng luôn là nó cực kỳ khó đi được nhanh. Đấy. Ok. Và để đi đường map này chúng ta cần rất nhiều sự chuẩn bị đấy. Và nếu mà không có kỹ năng tốt tốt một chút, đi map này là chết đi tỏi luôn. Mình thề. Ok. No. No. Úi giời, hai mạng. Đau dữ. Con này là con nó bảo vệ chỗ lâu đài này. Ok. Chúng ta phải muốn vào lâu đài này phải dùng cái Dream Nail đã được đánh thức, thức tỉnh. Và chém vào nó thì mới vào được. Rồi, chỗ này không có map nha, mình phải đi tự tìm đường thôi. Ok. Ở đây đã tỉnh. Chỉ xem cái gì có đường không. Oh. Bên này có đưa một cái đường bé bé à? Vào đây thử xem. À không phải. Đây là chỗ đi ra ngoài. Trời ơi. Ok. Đến trên này là không có gì cả. Ok. Đấy, chúng ta sẽ đi sang bên kia thôi. Xem nào, mình cần bỏ này đi. Thêm cái quick slash vào. Bỏ cái compass đi. Cái này đi. Giờ là lúc chúng ta sẽ cần cái gì rồi nhỉ? Có cái nào nó hai notch, long nail không cần, spell twister không cần luôn. Bỏ cái gì giờ ta, bỏ khó nghĩ của ta. Cái này đi. Ok. Rốt cuộc thì mình vẫn phải dùng cái rank cái grab xong này thôi. Thôi, đi. Sẽ được đây nào đã. Đấy, lật ngang rồi. Á à! Lật ngang dưới là thôi đấy. Nhạc ở đây có vẻ rất là hay nhá. Ở đây không đi được. Sang bên kia thôi. Chắc là thế. Rồi, ok. Chỗ này đẹp nhỉ? Công nhận đẹp, đẹp bãi luôn các bạn ạ. Ok. Rồi. Ôi mẹ ơi. Oh fuck. Oh fuck. Ui vãi. Thốn thế. Ở đây có rất nhiều là đinh với cả các thứ này. Nguy hiểm vãi. Đây rồi, chúng ta mở được một chỗ. Map này nó không có bản đồ mới nhìn được nên giờ cứ đi thôi. Chẳng biết đi đâu. Xem bên này xem nào. Ê, có gì ở đây? Ok. Quay về. Alright. Quay về, chắc là mình chạy cái chỗ vừa lấy có cái cửa ở đó. Thế này thì sao? Ok. Đây rồi, cho nó lên trên này. Ở ngoài đây là chỗ mà lấy sâu. Lên trên đây thì sao? Có gì ở đây cả. Wow. Chỗ này đi lằng nhằng phết đấy. Đây rồi, thầy vào đây được. Lên nào. Quay.
chỗ này có vẻ ghê ghê. Ok. Bên phải trước xem. Ở đây không có được đi, quên. Đây không có gì thì trở lại phải lên trên rồi. Alright. Ồ, có tiếng gì nhỉ? À, hello. Hóa ra là mấy ông thần. Được, My King O Forest. Hello. King Trouble Letters. Ok. Đây là kiểu thần dân của cái của vua ấy. Chỗ này là lâu đài, này là nơi ở của vua mà. Ok. Bên này là bên nào nhỉ? Má thì số tổ. Thật từ từ. Đường ở đây nó hơi là nó mình hơi bị bối rối tí. Để biết phải đi đâu. Đường này đã đóng đóng rồi. Xem kia em nào. Đấy, đây có đường này. Hai đường luôn. Có rất nhiều đường này, cứ đi một đường trước đã. Ok. Không được, không được. Ôi, còn tí cái cưa. Ôi, vãi đài. Rally. À, này khó đây. Ow, shit. Ow. Lại rừng rồi. Ok. Qua rồi. Nó không cần phải nêu bao xích vào đây. Đây. Alright. Come on. Cuối cùng thì cũng lên. Đây, đợi. Hay quá. Ow! Vừa nghĩ ra cái đoạn này là có vừa xong thì ái chà. Hơi fail tí. À. Ông. Ông. À. À. Ok. Thế thôi mà không đi được. Buồn cả mình. Bên này có gì không? Bên này chắc là không, bên này được. Alright, yeah. Ôi, cái gì thế này? Không có đường ra ở đây. Ok. Cẩn thận nha anh em. Ôi, cái gì thế này? Thì đi kiểu gì? Vãi! À đây 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 đây. À. Why? Ok. Why? Vãi đài khó thế. Từ đó để hồi máu đã. Ok. Ô, hóa ra đi thêm bên này. Ô, cái gì đây? À, nhảy chưa tôi. No. What the fuck? Ok. Ok. Ô, chà chà. À. Damn it. Con này phải có tí trick ở đây. Được. Mình định đã không có gì phải gọi vào. Ok. Rồi giờ thì đâu? Bên này.
Trên kia hả? Không có gì ở đây hết. Được, khoan. Nhìn thấy một cái đường bên trái mà không hiểu đi mới. Từ khoan. Thôi, hay lắm. Đây rồi. Chính là chỗ này. Ôi, khó thế mày. Vào họp. À, hóa ra đường này có chỗ đi được. Rồi, bố khỉ. Bây giờ không đi được cơ. Ok, vào đây rồi. Yeah. Đây là một sự thành công. Không có gì ở đây hết. Đây là chỗ nào. Ây. Wow. Mày quá, còn sâu để hồi rồi. Đấy quá. Giờ xuống đây là địa cục đây. Ok. À ha. Oh no. À. Cái gì vậy trời? Ừ, nhà mình có thể chạy ra đây luôn. Oh fuck. Ok. Thì chơi phải như thế. Con này không khó lắm mà tự xong đặt đo hoài. Ok. Dưới nào? Chỉ đây không? À. Vào dẫn ra đây. Ok, quay lại được rồi. Thank you, goodbye. Đẩy mấy ông này lấy sâu. Nó xuống đây rồi, cúi đầu nó chào mình. Thank you. Xếp lại đã. Không muốn teo ở đoạn này đâu, kinh không? Đây là cửa chưa mở này. Bên này thì sao? Đây là cửa chưa mở này. Thì xuống dưới này xem. Đứng bên này chắc chắn chưa đi rồi. Ở đâu? Đây là đoạn đường vào đây đúng không nào? Xem có nhầm không? Ok. Á! À! Tôi kịp né. Có cọp. Ui. Mày thế nhỉ? Xem nào, giờ đây không có gì cả. Ủa. Ấp. Ôi trời ơi. Ơ kìa. Trời ơi. Ok. I'm sorry. Ok. Ui vào đây rồi. Đến đây xem nào. À. Ui. Rồi. Wow. Ok. À. Damage sao không ta. Rồi tốt. Ấy cẩn thận ngã xuống. Đến trên này. Quay cái gì đây. Tuyệt vời, không hiểu sao có thể lên được đoạn này. Khủng khiếp. Đi vào đây xem nào. Ở đây là chỗ hồi sâu rồi. Ok. Đây này không gì đúng không? Để trải ra một gì không? Không gì cả. Ôi ôi, cái chỗ quái gì đấy. À. Vậy là phải lên. Á, à, trời ơi. Thế mà nhanh hơn không. Ôi, cái gì đây. Ui, cái này khó tí. Đây, đây, á. À. Oh, fuck. Á. À. Oh. Damn it. Oh, God. What? How? À. Ah!
Oh my god. Oh my god. What the hell? What? À! Ôi mẹ ơi, quá rồi. Từ nha, đoạn bình tĩnh thôi nha. Finally. Gì vậy? Cái quái gì ở đây đây? Ok. Đó là mình đã qua được đoạn nào? Tiếp vậy rồi. Rồi, không gì cả, ok. Rồi thôi. À. Uầy. Vậy đây này có cái cưa. À. What? Cái cưa. Ok. Oh no. Holy shit. Oh. Nhanh. À. Ok, đi nhanh 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 nhanh. Rồi. Vãi nều. Thôi dậy từ đầu luôn. Qua đi rồi, ok. Nhanh. À, hay lắm. Ô hô, đến sếp rồi. Đi vào đây đã. Sếp đừng có gì nào. Hello. Mày hành tao hơi ghê đấy. Tiếp. Ừ, đây. À, ra là cửa này. Rồi, đằng nào đây? Đây là cái cửa vào đấy thì phải. Cái này xem nào. Ấy, chả bên, bên kia xem nào. Khả năng là một bên nó cũng thay đổi. Đây lại lên đây. Ờ đúng rồi, bên em mà. Một bên nó có một cái thay đổi. Ok. Rồi tốt. Còn vừa rồi easy có gì đâu. Ok, chỉ không gì. Rồi chúng ta sắp đến cái đoạn vải đái này này. À. Mà còn bị gì. Ôi bình tĩnh. Shit. Còn đây mình phải nhanh. Ok. Ấy. Finally. Bên này có đường đi không? Thử xem bên kia xem. Bên này sẽ có đường ta. Wow. Nào nào. Alright. Ok, chỗ này có vẻ khoai. Ô, oh. Nhập. À, hello. Alright. Đó, à, không kịp. No. Vậy phải nhanh hơn không? Ôi, lại đi của gì? Ào! Để dưới mẹ rồi! No! Rồi, ok. Xong bên này. Ơ! Hơi nhầm tí, không sao, không sao. Con này phải cắt. À. Ok. Tiếp, rồi sang đâu lại nhỉ? Lên đây. Đừng có bẫy tao nha mày. Ok. Nào. Rồi, tốt. Lên đây. Cửa
cửa đóng rồi. Yeah. Oh no. Mày đi đâu ta? À đây 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 đây. À. Eo cơ. Về đây. Gì? Ở đây phải sai sự kiện. Ấy. À. Ờ rẻ giờ thành thấp quá. No 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 no. Okay. À. Qua. Tốt. Cũng gì? Đây nào. Tiếp nhanh không? À. Nào. Trời ơi. Ok. Ôi giời, đoạn này thì mẹ hái não lắm đây. Ờ. Hách. Đấy, bên ngay mà đứng đây rồi. What the. Ok. Thì mẹ qua xong. Rồi, xong. Đoạn này nó không khoai nhưng mà lấy. Ờ? Really? Oh. Hút ra tí là được. Ê ê ạ. Hút rồi. Nó dính với cay. Rồi xong. Ô. Cảm ơn cuộc đời. Yep. Ở đây. Thì cái chỗ này khủng khiếp luôn. Sợ man. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Rồi. Bên kia có gì không ta? Thật nha, ui. À. Cây. À. À. Từ nha. Đừng có ngóng ngơ quả này. Uầy, cái gì đây? Khó thế. À rồi rồi rồi, ok rồi, ok rồi. Mày thế. Xoáy nổ lì. Qua. Rồi đi đâu nữa. Xuống kìa. Một mô đã. Ơ à, đi ở đâu? Ở đây 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 đây. Holy crap. Ơ kìa, từ từ. À, tí thì nhập. À, từ từ, từ khoan. Nó ra ở đây có đường ẩn. Đi ở đây đã thịt. Ô. Hả, đi đâu đây? Ờ. Wow, nhưng mình sắp đến đích rồi các bạn ơi. Oh, thank you. Để ra đây đã. Yeah. Lên đây. Yeah. Cao thế. Đây toàn những mấy cái xác. Rồi, rồi mình đến nơi rồi. Bell King, vị vua của Hollowness. Gì đây?
Oh yeah. Xong rồi, vậy là mình xong cái King Show. Tuyệt vời. Khủng khiếp. Đi cái Wipe Palette này kinh khủng luôn, dã man. Soul of Will, linh hồn của Wim. Soul of Root là gì? Heart of Void, trái tim của Void. Ok. Vậy là xong, mình đã hoàn thành Wipe Palette. Oh my god, không thể tin được. Khủng khiếp. Quay lại chỗ kia để giải chạm đã. Finally. Vậy là mình đã xong cái King Soul rồi này. Wow. Open the way to our birthplace. Holy Charm Symbolic. Open the way to our birthplace. Tức là cái này có khả năng là có thể mở cái cửa đến nơi mình đã tự sinh ra. Ok. Khi đeo cái Soul này, cái Charm này vào, mình sẽ hồi Soul này. Hồi từ từ, rất ít thôi. Nhiều. Ok, vậy là xong rồi. Hả? Cũng thì mình cũng xong cái White Palace. Woo! Finally. Ok, như vậy hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn cảm thấy nó hay thì để lại cho mình một like và comment ở bên dưới. Subscribe channel của mình và share video của mình để ủng hộ mình nhé. Mình xin gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Và bây giờ, tạm biệt các bạn. Bye bye.